Muốn được tôn trọng, hãy ghi nhớ những lời khuyên nhỏ này trong cách ứng xử hàng ngày các bạn nhé. Đừng bán bí mật của một người để mua lấy tình bạn với một người khác. Dù quen thân thế nào, cũng phải tôn trọng cha mẹ nhau. Đừng lấy khuyết điểm của người khác ra để đùa giỡn. Học được cách nói câu từ chối. Tôn trọng xuất thân của đối phương. Cố gắng khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, người khác sẽ tự động tiếp cận bạn. Khi nói chuyện, nhớ nhìn vào mắt người khác. Nếu quá ngại, hãy nhìn vào mũi người đó. Không cần biết bao nhiêu tiền, vay là vay, mà mời là mời. Kẻ có tiền chưa chắc hào phóng, nhưng người hào phóng nhất định sẽ không ghét ai cả. Khi không biết nói gì nữa, đừng nói bừa, hãy cứ im lặng hoặc mỉm cười là đủ rồi. Tin tưởng cũng phải có chừng mực, nghi ngờ cũng phải có lý do. Đừng keo kiệt lời khen ngợi và bộc lộ tình yêu với một ai đó. Trước khi làm việc gì, hãy thử đặt mình ở địa vị, lập trường của đối phương để xem xét. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, thử mực 7 lần trước khi viết. Nếu một người không để ý đến bạn, rất có thể vấn đề là do người đó. Nhưng nếu tất cả mọi người đều không để ý đến bạn, vậy bạn cần phải xem lại chính mình. Đừng khiến thời gian của chính mình phụ thuộc vào một người khác, khiến người khác mệt mỏi, chính bạn cũng biến thành chẳng đáng một xu. Đừng để điện thoại chi phối cuộc đối thoại. Đừng quá nhạy cảm, cũng đừng quá mềm lòng, nếu không bạn sẽ sống rất mệt mỏi. Cố gắng khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, người khác sẽ tự động tiếp cận bạn.